hình ảnh của một chàng trai có một sở thích khá kỳ lạ. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì tôi có một buổi sáng khá là thảnh thơi và được uống cà phê với những người bạn mới quen của mình. Anh bạn này rất thích uống cacao. Anh bạn này thì rất thích cà phê. Chào khán giả đi kia. Sở dĩ tôi mới kết thân được hai anh bạn này bởi vì tôi đã làm quen được với một anh chàng có đam mê khá là kỳ lạ. Dắt thú cưng đi dạo. Người nuôi chó, người nuôi mèo. Tôi thì khác. Xin chào, tôi là Duy. Có người nói tôi gì? Ban đầu còn có người kỳ thị, nhưng mà kệ thôi. Tôi thích rắn, rết, bò sát, chuột, nhẹ. Và đó là đam mê của đời tôi. Vâng, và bây giờ thì nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại nhà của bạn Nguyễn Anh Duy đây, để cùng xem một thứ về đam mê của người bạn trẻ này đối với những con thú cưng vô cùng kỳ dị này. Đi thôi. Em bắt đầu sở thích nuôi con vật kỳ dị từ hồi năm lớp 7, nuôi bọ cạp. Cấp 2, cấp 3 thì mình cứ nhịn ăn sáng rồi để có tiền mua này mua kia. Mỗi con vật trong nhà được Duy đặt với những cái tên khá là trìu mến. Bọ cạp mình gọi nó là cua vì nó có càng rất là chắc khỏe. Ếch thì gọi là lợn vì nó rất là tham ăn và béo nữa. Con thằn lằn thì tại vì dân mình gọi là kỳ tôm mà, cho mình lấy luôn tên của con đực là tôm, con cái là tép. Còn hai con tắc kè thì một con tên là ti, một con tên là co. Con chuột này mình đặt tên là mèo, tên khác của nó là bao công, trông rất là đen. Con chuột trắng này thì mình đặt tên theo một người mẫu rất là nổi tiếng với làn da trắng. Mỗi ngày Duy dành ra 30 phút đến 1 tiếng để chăm sóc cho bò sát của mình. Mỗi tháng Duy chi phí mất 200.000 đồng vào việc mua đồ ăn cho bò sát. Mình cũng phải tìm hiểu khá lâu trên các địa diễn đàng mạng hoặc đến mấy cái shop mà bán thú nuôi, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Tất nhiên, nuôi những con vật bị coi là gớm ghiếc này, Duy cũng gặp phải khá nhiều ý kiến từ phía gia đình và cả xã hội. Mình có mua chăn về thì mẹ mình thì cực kỳ sợ, bà mình thì lại càng sợ hơn. Cho nên là mình cũng không muốn cho bà biết là mình đang nuôi. Bây giờ lên TV rồi bà biết ở trong phòng có chăn rồi thì tính sao bây giờ? Chưa nghĩ đến cái vấn đề đấy. Hôm nay thì mình thường hay quấn ở gót và cổ đi chơi như thế này. Đi ra ngoài đường mọi người nhìn thấy là tránh xa, kiểu xa lánh và kỳ thị. Tuy vậy, những điều đó cũng không thể làm giảm đi tình yêu của Duy dành cho những chú thú cưng của mình. Trong quá trình nuôi thì tất nhiên là cũng không tránh khỏi những con vật bị chết do mình gọi là thiếu hiểu biết. Lúc đấy mình rất là sốc và buồn. Như đợt vừa xong là con chú chăn của mình bị chết à. Mình nói chung là không suy nghĩ gì đâu đấy. Đó cũng rất là lan man mà. Hoàng Yến cũng là một trong số những người bị Duy và những người bạn của cậu dụ dỗ nuôi bò sát. Như mình thì mình hay gọi chăn và rắn của mình là em, và thi thoảng gọi là con. Như động vật khác thì mình cũng ở trong nhà thì cũng coi như động thành viên trong nhà, cũng được hưởng tất cả những quyền lợi đầy đủ thôi. Gần với những cái loài vật này thì sau này Yến ra ngoài đường có những cái trường hợp ấy thì Yến cũng đỡ sợ. Bà cũng thấy cũng tin cậy. Con này thì được rồi, học rồi cũng người ấy lắm, bây giờ chăm lắm. Về lại còn về nắn cả em nữa cơ. Em về nể phép chứ. Thế bà mừng quá, Yến giờ tiến bộ lắm. Đó chỉ là một trong số những điều mà các bạn trẻ có được khi gắn bó với những con vật độc này. Tuy nhiên, có được niềm vui mỗi ngày và được sống với những đam mê của mình mới chính là những điều quan trọng nhất mà các bạn trẻ như Duy hay Yến có thể gặt hái được.